của Sống Xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bức xúc từ việc bã thải động vật gây ô nhiễm môi trường, thực phẩm tồn dư chất có hại, anh Tạ Hùng Đậu ở huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bỏ công sức nhiều năm trời để sáng chế ra một loại thức ăn cho lợn có sự kết hợp của thảo dược nhằm tăng năng suất vật nuôi, tạo ra nguồn thịt sạch và góp phần giảm ô nhiễm. Chăn nuôi lợn theo mô hình trang trại đã gần 10 năm nay. Gia đình anh Dương Văn Hành ở Sóc Sơn, Hà Nội phải đối mặt với tình trạng giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao mà nguồn sản phẩm lại chưa đáp ứng được tiêu chuẩn sạch theo nhu cầu thị trường. Do đó, gia đình anh đã chuyển sang sử dụng thức ăn sinh học, một phương pháp chăn nuôi mới được đánh giá là khá hiệu quả về cả chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Tôi cũng đã chăn nuôi khoảng 10 năm nay rồi, nhưng mà trước là chăn bằng cám công nghiệp. Tôi thấy hiệu quả của nó về ô nhiễm môi trường là hơi không được tốt so với cám sinh học của anh Tạ Hùng Đậu. Do đó là từ đầu năm ngoái đến giờ là tôi đã chăn bằng cám sinh học của anh Đậu rồi. Hiệu quả của nó là rất tốt. Thứ nhất là về môi trường nó đã được đảm bảo, không có sự mùi hôi thối hoặc là mùi khác lạ của phân và nước tiểu. Chất lượng thịt thì tốt hơn so với cám công nghiệp mà khách hàng đã được khẳng định là công nhận rồi, là tốt hơn rồi. Sự phát triển của ngành chăn nuôi kéo theo những hệ lụy về nạn ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, năm 2007, kỹ sư chăn nuôi Tạ Hùng Đậu đã bắt tay vào nghiên cứu đề tài chăn nuôi sạch bằng thức ăn sinh học. Sau gần 5 năm, đề tài của anh được thử nghiệm thành công. Khác với phương pháp chăn nuôi truyền thống, phương pháp chăn nuôi bằng thức ăn sinh học của kỹ sư Đậu sử dụng thảo dược như kim ngân và thổ phục linh phối trộn với cám gạo, ngô, rau xanh. Việc sử dụng các loại thảo dược này làm thức ăn cho lợn giúp cho hiệu quả chăn nuôi tăng lên rõ rệt. Thế ưu điểm thức ăn này là giảm ô nhiễm môi trường, tạo thành thịt sạch và cái thịt này của nó là không tồn dư kháng sinh trong thịt như các loại thức ăn mà đang bày bán tự do trên thị trường. Cái thứ hai là không tồn dư chất cấm sulfanamid trong thịt. Cái thứ ba là độc tố E. coli Salmonella gây ngộ độc thực phẩm là chỉ số của nó thường bằng không. Và đặc biệt nữa là cái kim loại nặng mà gây ung thư cho người sử dụng cái thịt ấy là như chì, thủy ngân, cadimi, arsen là luôn ở ngưỡng dưới mức cho phép. Đấy, tất cả là từ cái giá trị của công nghệ ấy là tạo ra. Đấy, như vậy. Đấy là về ưu điểm. Hiện nay, kỹ sư Đậu đã chuyển giao công nghệ chăn nuôi sạch cho các trang trại. Khi chuyển giao công nghệ này, anh Đậu không những giám sát chặt chẽ quá trình chăn nuôi mà còn bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ gia đình đã nhận chuyển giao công nghệ chăn nuôi sạch. Sản phẩm thịt lợn sạch từ các trang trại cũng đã được anh Đậu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, được đính kèm kết quả kiểm định và đóng gói ra thị trường. Theo anh Đậu, trong thời gian tới, người chăn nuôi hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ thức ăn sạch này trên quy mô lớn, chỉ cần tuân thủ chặt chẽ quy trình về kiểm dịch, tiêm phòng định kỳ cho đàn lợn. Theo đánh giá của nhiều hộ chăn nuôi quanh khu vực thị xã Phúc Yên và huyện Sóc Sơn, giá của cám sinh học cũng chỉ xấp xỉ giá cám công nghiệp. Thêm vào đó, người chăn nuôi cũng không phải thay đổi chuồng trại và đầu tư nhiều cho trang thiết bị. Đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ thì đó chính là một lợi thế của kỹ thuật chăn nuôi mới. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người dân ở vùng lân cận đến tìm kỹ sư Đậu để được phổ biến phương pháp chăn nuôi sạch này. Hiện nay, nhu cầu của thị trường về nguồn thực phẩm sạch cũng như yêu cầu bức thiết của môi trường về vấn đề sản xuất sạch là cấp thiết. Do đó, việc nhân rộng những mô hình chăn nuôi sạch như công trình của kỹ sư Tạ Hùng Đậu là vô cùng cần thiết. Đấy, rồi sử dụng thức ăn này thì nó giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi rất lớn. Đấy, và cái thịt này nó trở thành thịt sạch. Khi mà mình chế biến cái thịt này thì mình không phải quay vậy là đưa máy sục để sục hoặc không phải luộc qua để đổ cái nước đi. Đấy, nó khác hẳn so với cái thịt nuôi thức ăn công nghiệp ở chỗ đó. Mà cái thịt này là mình đưa vào chế biến là mình dùng được ngay. Đặc biệt tức là cái nước luộc của nó là trong, rất trong. Và khi mà mình luộc lên là cái nước luộc ý mình dùng được ngay chứ không phải đổ bỏ như là nước luộc với thức ăn công nghiệp. Và nước luộc của nó là ngọt chứ là không hôi hoặc là không tanh tanh như là các cái loại thức ăn khác mà đưa vào nuôi lợn ra cái chất lượng nước rồi thì thịt nó làm cho người tiêu dùng không mong muốn.